Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và giải trí. Kính thưa quý vị, các nhà hoạt động Israel yêu cầu chính phủ ngừng xuất cảng vũ khí cho Việt Nam. 52 nhà hoạt động Israel vừa mới đây đã gửi một kiến nghị thư lên tòa án quận Tel Aviv để yêu cầu chính phủ Israel ngừng xuất cảng vũ khí sang Việt Nam vì những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Trong một bài báo được đưa vào một ý kiến của trang tin Haaretz của Israel, hai đồng tác giả của bài báo là ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Defend the Defenders và luật sư Itai Mark, đại diện cho những người tham gia kiến nghị thư, đã chỉ ra một loạt những vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là ngay trước Đại hội Đảng thứ 13 dự kiến diễn vào đầu năm tới. Theo bài báo, trong vòng 5 năm qua, Việt Nam đã bắt giữ khoảng 40 nhà hoạt động mỗi năm và buộc họ vào các tội thuộc các điều luật về an ninh quốc gia gây tranh cãi của Bộ Luật Hình sự. Chỉ trong vòng 7 tháng của năm nay, Việt Nam đã giam giữ 19 nhà hoạt động và 30 người đấu tranh vì đất đai và 276 tù nhân lương tâm. Việt Nam cử người sang Anh Quốc để hợp tác phòng chống việc buôn người. Bộ Công an Việt Nam vào ngày 25 tháng 9 vừa thông báo sẽ biệt phái cán bộ sang Scotland, Vương quốc Anh để hợp tác phòng chống nạn buôn bán người từ ngày 2 tháng 10 năm 2020 cho đến 2 tháng 4 năm 2021. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin cùng ngày cho biết rằng Bộ Công an đặc phái hai cán bộ công an sẽ có mặt tại Anh để làm việc với cơ quan chức năng của nước này. Bộ Công an khẳng định chuyến biệt phái lần này là sự hợp tác trong 18 tháng qua giữa Anh và Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mua bán người. Đây là một vấn nạn mang tính toàn cầu, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của các quốc gia để xóa bỏ tình trạng này. Sự việc gần đây liên quan đến nạn mua bán người giữa hai nước là vào tháng 10 năm 2019, cảnh sát Anh Quốc đã phát giác một xe container đông lạnh chở 39 người mang quốc tịch Việt Nam đang nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh. Khi cảnh sát phát hiện, tất cả đều đã bị qua đời. Kính thưa quý vị, Nguyễn Thiện Nhân, ảo tưởng Sài Gòn năm 2045 là trung tâm của châu Á. Ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy ở Sài Gòn, là người mới nhất vừa gia nhập nhóm giới chức Cộng sản Việt Nam hứa hảo về thành tựu 2045, thời điểm đánh dấu 100 năm thành lập nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tường thuật một cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hôm 24 tháng 9, báo chí trong nước cho biết, bí thư Nhân đặt mục tiêu năm 2045, Sài Gòn phải là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ của châu Á. Sẵn sàng, mạnh miệng, ông Nhân hứa là mức thu nhập bình quân đầu người của dân Sài Gòn vào thời điểm đó đạt 40.000 một năm và Sài Gòn là địa điểm hấp dẫn trên toàn cầu. Trước bí thư Nhân, đã có ít nhất là hai lãnh đạo thuộc hàng tam trụ cũng thi nhau hứa hảo về thời điểm 2045. Về phần ông Nguyễn Thiện Nhân, từ khi ngồi vào ghế bí thư ở Sài Gòn, ông này liên tục bị mạng xã hội nhắc nhở vì những lời hứa không thành. Hà Tĩnh bao che Formosa bác bỏ tin bị truy thu thuế 54.8 triệu Mỹ Kim. Báo chí trong nước dẫn lời ông Trương Quang Long, phó sở thuế Hà Tĩnh, bác bỏ nguồn tin Formosa Hà Tĩnh bị truy thu thuế hơn 1.200 tỷ đồng. Ông Long cũng khẳng định rằng Formosa Hà Tĩnh rất nghiêm túc về các nghĩa vụ thuế. Theo lời ông Long, Sở Thuế Hà Tĩnh đang làm các thủ tục để yêu cầu đính chính thông tin hoặc gỡ bỏ thông tin gây tổn hại cho doanh nghiệp. Sở dĩ ông Long có phản ứng này là vì vào hôm 23 tháng 9, báo Pháp Luật Sài Gòn đưa tin, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phát giác truy thu tiền thuế công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thuộc thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh hơn 1.278 tỷ đồng. Bản tin này được nhiều báo khác đăng lại, gây chú ý vì số tiền trốn thuế của doanh nghiệp này quá lớn, trong lúc công luận vốn dĩ đã không có thiện cảm với thủ phạm gây ra thảm họa cá chết ở 4 tỉnh thuộc miền Trung
vào năm 2016. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan về đời sống cho biết số người bị lây nhiễm coronavirus tại Anh Quốc cao nhất kể từ tháng 4. Bộ Y tế Anh Quốc vào ngày thứ Năm 24 tháng 9 đã ghi nhận kỷ lục mới sau khi có đến 6.700 người xét nghiệm coronavirus trong vòng một ngày, là số cao nhất kể từ tháng 4. Thông tin nêu trên được đưa ra ngay vào thời điểm chính phủ đang cho ban hành thêm nhiều lệnh cấm khắt khe mới. Kể từ khi bắt đầu bùng phát, đại dịch COVID-19 đã khiến cho hơn 416.000 người ngã bệnh ở Anh Quốc, trong đó bao gồm 42.000 người được cho là đã qua đời. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn quốc do người dân phản đối việc áp dụng lệnh phong tỏa thứ hai. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến ngành giải trí cho biết, nhân vật siêu anh hùng DC của John Cena có phim riêng. Theo Variety, Peacemaker sẽ có một loạt phim ngoại truyện riêng sau khi The Suicide Squad năm 2021 khởi chiếu. Nhân vật do ngôi sao John Cena thể hiện trong bộ phim điện ảnh và được mệnh danh là phiên bản Captain America khó ưa. Đạo diễn của The Suicide Squad, James Gunn, sẽ làm biên kịch kiêm đạo diễn một số tập của Peacemaker. Miniseries dự kiến dài 8 tập và được phát hành qua HBO Max. Theo nguồn tin của Variety, miniseries sẽ khám phá nguồn gốc của Peacemaker. Loạt phim sẽ được thực hiện vào đầu năm 2021, tức là trước khi James Gunn quay trở lại Marvel Studio để thực hiện Guardians of the Galaxy Volume 3. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Bằng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một ngày bình an. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với một số tin được cập nhật. Xin kính chào tạm biệt quý vị.